Lại video tiếp theo của mình lại là mình YouTube đây. Nếu ai chưa đăng ký kênh mình cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật những cái video, những cái dự án mới nhất từ mình. Đến cái dự án ngày hôm nay thì phải nói là cái dự án này anh em phải làm gấp cho mình nha, vì con này thì anh em là chatbot đấy, anh sẽ nhận làm cái bước ấy, anh sẽ nhận được đây nó có nói là 666,66 đây, tương ứng 400 đô. Thì con này là ngày 18 tháng 9 đây, nó sẽ phân phát token đây. Con này có tên là Robot Watch Airdrop nha. Nó ký hiệu là WAR này. Tổng tổng cung nó tổng gọi là cái chương trình Airdrop này là 2 đô 2 triệu, mà thì gọi là 3 3.000 người, gọi là 3.000 người, 3.000 ví may mắn này, nó nói là 3.000 random này. May mắn nhận được 666,66 cái đồng Watt này trên một ví tương ứng 400 đô. Ok dạ. Rồi. Để tham gia dự án ngày hôm nay thì anh em làm nhanh nha, thì vì chỉ có 3.000 ví may mắn nhận được token này tương ứng 400 đô rồi. Thì 18 tháng 9 này nó phân phát token. Rồi anh em kích vào đường link dưới phần mô tả rồi làm nhiệm vụ chatbot này. Rồi, anh em kích vào phần này cho mình. Khi chatbot ấn vào start này. Bắt đầu anh vút xuống phần nó bắt anh em là join này. Đây. Bắt anh em là join Telegram cũng như channel nó group này, kích vào để join này. Rồi join này. Tiếp sau đó quay sang tiếp tục join group này. Join xong này. Ok ạ, join xong chưa ạ? Rồi thoát ra này. Tiếp sau đó thì anh em sẽ ấn vào continue cho mình nha. Được ạ. Rồi chờ đôi lúc để cho bot nó chạy. Rồi tiếp sau đó nó bắt anh em là join Disco. Disco này, kích vào để join Disco này. Rồi nó chuyển anh em đến giao diện của thằng Disco này. Ok dạ. Thì anh em sẽ ấn vào chấp nhận lời mời cho mình. Ở Robit What Gaming thì phải. Ôi chào mừng các bạn. Rồi ok. Rồi xong thì anh em đã quay sang tiếp tục này. Đúng ạ. Rồi quay sang tiếp tục chatbot này. Rồi nó bắt anh em tập Usalim gọi là Twitter Usalim Disco này. Anh quay sang Disco cho mình nha. Disco được ạ. Rồi ấn vào phần ba gạch này cho mình. Ấn phần là góc phải, dưới góc phải màn hình này, dưới màn hình này. Rồi, đây là Usalim Disco của anh em. Đây. Anh Túc 94 thằng 7015. Em viết Disco của anh em nha. Túc 94 thằng 7015 đúng không ạ? Kiểm tra lại một lượt. Đây 94 đây đúng rồi. Đây cái Disco của anh em này. Rồi anh em sẽ gửi cho nó 7015 đúng không nhỉ? Cứ mày nói xong lại quên. Rồi gửi cho nó này. Rồi tiếp sau đó thì nó bắt anh em gọi là follow cũng như Twitter trên fanpage của nó này, trên Twitter này, tờ Twitter rồi viết cái username của anh của Twitter của anh em cho nó này. Rồi tôi ấn vào Twitter để nó đưa anh em đến giao diện Twitter này. Yêu cầu đầu tiên của nó là bắt anh em follow này, theo dõi này, tức là retweet này, được chưa? Tweet lại này, cũng như tweet lại này. Ok, vậy xong nó đòi anh em là nhập cái username Twitter này. Username Twitter mình là 8385 nhỉ, 8385. Rồi các quay sang Twitter nhập cái username như vậy này, ngay dưới phần đại diện của anh em ấy, rồi gửi cho nó này. Rồi, nó bắt anh em like retweet Twitter tiếp tục cái status của nó này, kích vào. Rồi đưa anh em đến cái status của nó để anh em like rồi tweet này, gắn ba người bạn vào. Tweet lại trích dẫn lại này. Rồi anh em sẽ trích dẫn lại cho mình, gắn thêm ba bạn bè vào đây. Đương nhiên thì hình như mình cũng lưu thì phải thêm các bạn bè rồi. Đây. Rồi gửi cho nó này, tweet lại này. Rồi xong thì anh em sẽ quay sang chatbot tiếp này. Rồi nó bắt anh em gửi là profile link Twitter. Lằng ngoằng phết nhỉ. Rồi em Twitter rồi. Rồi thứ tư để ấn vào phần hồ sơ này. Rồi anh em sẽ đây. Còn vẫn là 18 giây trước đây. Chia sẻ ấn vào phần ba gạch cho mình. Rồi ấn vào sao chép liên kết cho mình. Rồi sao chép liên kết cái bài viết vừa nãy rồi gửi cho nó này. Cứ lằng ngoằng. Rồi dán này gửi cho nó này. Đấy. Thế rồi quay sang phía trước Betamax này, lấy địa chỉ F20BLB Smart Chain gửi cho nó. Đương nhiên này như mình cũng có chứ. Mình đã lưu ở đây. Như rồi
mình không phải quay sang kia nữa, đỡ mất thời gian. Rồi, ok. Và anh em đã hoàn thành và anh em đã nhận được đây là profiling này. Một quay lại đây là profiling này. Ê, cấp tra này khủng phết nhỉ. Boring. Rồi, ok. Vậy là anh em đã hoàn thành và chờ gọi ngày phân phối token này thôi. Thì như nó nói rõ rằng là nhận được 660 cái đồng watt này này. Đấy, tương ứng với 400 đô ấy thì như các bạn đã thấy đây này. Đấy, 300 ví may mắn thôi. Thì 18 tháng 9 thì là nó sẽ phân phối thì cũng không biết sao. Thôi anh em cứ làm nha. Rồi. Đây đường link để em giới thiệu bạn bè để kiếm thêm cái token này. Rồi kết thúc video, chào mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo.